Vào ngày 10 tháng 8, Google Maps Market Việt Nam vừa đăng tải thông báo về việc người dùng ồ ạt tạo địa điểm ảo một cách vô tội vạ để sử dụng Pokestop trong những ngày vừa qua. Hậu quả của các hành động này làm cho bản đồ Google không còn chính xác và gây nhầm lẫn cho những người dùng tra cứu bản đồ khác. Cụ thể, nội dung văn bản đề cập việc người chơi Pokemon Go đã thực hiện những hành động xấu như tạo vị trí spam hàng loạt, cố tình bổ sung trùng lặp với các vị trí đã có, di chuyển các vị trí công cộng hữu ích như trụ sở, trường học, chùa chiền cùng nhiều vị trí danh thắng quan trọng khác, cố tình bổ sung spam các vị trí giả mạo nhằm tạo Pokestop. Bài viết còn cho biết nguồn dữ liệu bản đồ mà chúng ta đang hàng ngày sử dụng để định vị vị trí không phải ngẫu nhiên tồn tại, mà là công sức của hàng trăm ngàn người đã ngày đêm bổ sung, kiểm duyệt và duy trì nhằm tạo nên nguồn bản đồ chất lượng. Ở một nguồn thông tin khác, trao đổi với báo Thanh Niên, đại diện của Google cho biết cộng đồng Map Market là tập hợp những thành viên đầy nhiệt huyết trên toàn thế giới với nhiều đóng góp tích cực trong việc cung cấp các dữ liệu chuẩn xác cho bản đồ Google. Tuy nhiên, người đưa ra bài viết trên không phải là nhân viên chính thức của Google và quan điểm của ông không đại diện cho quan điểm của Google. Bên cạnh đó, phía Google cũng chia sẻ rằng Pokemon Go là sản phẩm của Niantic Labs, không phải là sản phẩm của Google, nên sẽ không bình luận về tính tương tác của trò chơi này.